Vũng Tàu rất là nhiều cây xanh, như là một cái lá phổi xanh cho thành phố, và mọi người đến đây rất là tận hưởng cái không khí trong lành. Cây xanh ở đây rất là tuyệt vời, vào mát rượi, mang lại cái bóng mát mà người dân cho không khí trong lành. Càng ngày về sau ấy thì nhờ những cái tuyến đường đã được cái bên công ty cây xanh người ta trồng lên, thì những cái tuyến đường đi được mát hơn, thành phố càng ngày càng xanh tươi hơn. Cây xanh giúp hấp thụ CO2, các mùi và khí ô nhiễm. Trung bình một cây xanh trưởng thành có thể cung cấp đủ lượng oxy cho 4 người. Vì thế, ở đâu có nhiều cây xanh, ở đó có không khí trong lành. Với một đô thị phát triển như thành phố Vũng Tàu, dân số cơ học tăng lên hàng năm. Dự báo đến năm 2025, dân số thành phố khoảng 500.000 đến 520.000 người. Đến năm 2035, tăng lên khoảng 620.000 đến 650.000 người. Nhưng nguồn quỹ đất lại có hạn. Do đó, phát triển hệ thống cây xanh và công viên giúp duy trì sự cân bằng sinh thái, giảm nhẹ ảnh hưởng của các chất thải, khí độc, làm trong sạch môi trường. Không ngừng nâng cao chất lượng môi trường sống, đồng thời cũng duy trì bền vững danh hiệu Thành phố Du lịch Sạch ASEAN, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Thành phố Vũng Tàu đặc biệt quan tâm đến kiến tạo, gìn giữ và không ngừng phát triển mảng xanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, các mảng xanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phân bố không đều, hầu hết tập trung ở các phường trung tâm như phường 1, phường 2, phường 3, phường 7, phường 8 và phường Thắng Tam. Ngoài ra, một số loại cây trồng chưa phù hợp với tính chất, chức năng của các tuyến đường, không tạo được tính hấp dẫn cho cảnh quan đường phố. Mặt khác, do hạn chế về kiến thức, kỹ thuật trồng và chưa có quy hoạch bài bản, mà trước đây việc trồng cây ở các tuyến đường của thành phố không những gây mất vẻ mỹ quan mà còn làm hư hại cấu trúc bề mặt của vỉa hè đường phố. Nhằm xây dựng hình ảnh đặc trưng cho thành phố Vũng Tàu, cũng như phát huy giá trị cây xanh trong chiến lược tổng thể phát triển hệ sinh thái tự nhiên, đô thị bền vững, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phê duyệt đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050 với tổng mức đầu tư gần 11.180 tỷ đồng và phân theo 3 giai đoạn. Mục tiêu chung mà đề án hướng tới là xây dựng hình ảnh một thành phố xanh, sạch, đẹp, hoàn thiện các quy chế phối hợp và quy chế quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố một cách có hệ thống. Đề án lựa chọn phương án quy hoạch từng phần, giữ lại hệ thống cây xanh hiện trạng, bảo vệ, cải tạo, chăm sóc hệ thống cây xanh trên các tuyến đường đã có, trồng thêm cây xanh vào những đoạn đường còn thưa thớt, mở rộng điều chỉnh vỉa hè cho phù hợp với quy hoạch giao thông đô thị, thay dần những cây không thích hợp. Đề án đã ra soát lại toàn bộ hệ thống cây xanh, đánh giá về cái điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, rồi các cái quy hoạch phân khu. Và hiện nay thì đã hoàn thiện được cái quy định về quản lý cây xanh, cũng đang tiếp tục thực hiện xây dựng các cái quy định về xã hội hóa để huy động sự vào cuộc của người dân và doanh nghiệp trong việc phát triển, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu hiện đang đảm nhận duy trì chăm sóc cây xanh ở các khu vực công cộng và trong khuôn viên công sở, doanh nghiệp, khu du lịch, nhà dân, cùng hơn 600.000 m2 mảng xanh hoa cảnh, trong đó hoa cây cảnh ở 14 công viên, hoa viên lớn nhỏ. Trung bình mỗi năm, công ty trồng mới gần 1.000 cây xanh với hơn 600 cây xanh do công ty tự ươm hoặc lai ghép để phù hợp với đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng vùng biển Vũng Tàu. Phía công ty thì chúng tôi rất là quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ mà được thành phố giao. Trong đấy thì tập trung là chủ yếu là duy trì cái mảng xanh hiện hữu để đảm bảo là luôn là xanh sạch đẹp. Song song đấy thì cũng có nhiều cái tham mưu cho thành phố về việc là đa dạng hóa sinh học về mảng xanh trong nhiều cái loài chủng loài cây để cho nó phù hợp hơn trong thời đại mới. Trong đấy thì đặc biệt là chú trọng một số cây mà vừa có bóng mát vừa có hoa như là cây chuông vàng, rồi cây muồng hoa đào. Đấy là những cái loại cây mà là vừa có hoa vừa là phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của Vũng Tàu.
Đặc biệt các loài cây xanh tại Vũng Tàu khi được trồng đều có sự nghiên cứu kết hợp giữa cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ với các công trình kiến trúc khác để tạo điểm nhấn cho đường phố, nhất là các tuyến đường huyết mạch vào thành phố, được trồng những cây hoa sặc sỡ, bắt mắt, tạo cảnh quan đẹp trong mắt du khách khi đến thành phố biển Vũng Tàu. Thì mình chăm cái thảm cỏ mà nhìn thấy cái thảm cỏ nó đẹp, nhìn thấy những cái bông hoa nó khoe sắc rất là đẹp là mình cảm nhận được hiệu quả của mình. Mình cũng góp phần vào để cho tô đẹp thêm thành phố, xanh sạch đẹp, không những du khách ở địa phương mà còn du khách ở các nơi về chiêm ngưỡng. Công việc chính thì là cắt tỉa các cái cây cối, các tán cây và chăm sóc, bảo quản những cái cây xanh của thành phố. Thì công việc thì làm ở ngoài trời thì tất nhiên là vất vả và nắng. Như chúng tôi đã làm việc thì anh em cũng hăng say hàng ngày làm cho thành phố xanh sạch đẹp hơn. Nếu như năm 1999, diện tích cây xanh thành phố Vũng Tàu chỉ khoảng 52.000 m² với 2.780 cây xanh các loại và một công viên diện tích hơn 10.000 m², thì đến nay khi đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050 triển khai bước đầu, tổng diện tích cây xanh toàn thành phố đã tăng gấp 12 lần, đạt khoảng 600.000 m² với trên 40.000 cây xanh đường phố và 6 công viên với tổng diện tích khoảng 124.000 m². Riêng trong năm 2021-2023, thành phố đã cải tạo hơn 1.500 cây xanh và kế hoạch trong năm 2024 sẽ tiếp tục cải tạo thêm 1.500 cây xanh nữa. Cây xanh ở thành phố Vũng Tàu được trồng dọc trên 366 tuyến đường lớn, hẻm dân cư, trồng 49 khuôn viên trường học và 35 khuôn viên cơ quan. Với mật độ cây xanh như vậy, thành phố Vũng Tàu thuộc nhóm đô thị Việt Nam có tỷ lệ mảng xanh che phủ cao 12,3%. Theo đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2025, tập trung chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị trên các trục đường cửa ngõ vào thành phố, tuyến đường hướng biển, tuyến ven biển, công viên và không gian mở, xây dựng vườn ươm, xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị. Giai đoạn 2, từ năm 2025 đến năm 2035, cải tạo cây xanh trên các tuyến đường còn lại và trồng cây xanh trên các tuyến đường mới, hoàn chỉnh hệ thống công viên, tiếp tục xây dựng mở rộng diện tích vườn ươm, trồng thay thế cây xanh kém phát triển và không đúng chủng loại. Giai đoạn 3, từ năm 2035 đến năm 2050, cải tạo, nâng cấp rừng ngập mặn Phước Cơ, ven sông Dinh và sông Cỏ Mây. Mục tiêu hướng tới của đề án cũng chính là tham vọng về xây dựng đô thị xanh của chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu. Thành phố đang thực hiện khá là bài bản và đúng những cái kịch bản mà đề án đã đưa ra. Từ việc lựa chọn loài cây đến những phát triển những yếu tố kỹ thuật. Trong quá trình làm thực tế thì khi đề án đang triển khai nhưng các cái giải pháp kỹ thuật đưa ra thì thành phố đã áp dụng luôn. Mình với vai trò thành phố du lịch thì cái hiệu quả về mặt không gian xanh, vì khí hậu đấy thì nó đem lại hiệu quả rất lớn cho không chỉ cho người dân mà chính là khách du lịch khi đến đây. Là một du khách từ Hà Nội đến, tôi thấy là thành phố Vũng Tàu rất là nhiều cây xanh và đây thực sự là một cái không gian rất là lý tưởng cho khách du lịch đến đây và đẹp như là một cái lá phổi xanh thành phố và mọi người đến đây rất là tận hưởng cái không khí trong lành ở đây. Khi tôi đến Vũng Tàu thì tôi thấy tất cả những cây xanh rồi không khí rồi tất cả trong lành thật là tuyệt vời. Đi đến đâu là có cây xanh rất là tự nhiên và thiên nhiên. Tôi vô cùng là ngưỡng mộ Vũng Tàu. Rất vui là bây giờ được đến Vũng Tàu, cây xanh ở đây rất là tuyệt vời. Vào mát rượi, mang lại cái bóng mát mà người dân cho không khí trong lành. Nó thấy ở Vũng Tàu này không khí rất là mát mẻ. Đây trồng nhiều cây xanh thì nó nhiều bóng mát, thì người dân tập thể dục nó cũng thấy thoải mái, nó thích thú. Thì khách du lịch càng ngày ta sẽ tới Vũng Tàu nhiều hơn để người ta hưởng cái không khí, nhiều cây xanh. Ở công viên này thì cây xanh rất là nhiều. Rất là mát, sạch sẽ. Đó, sáng nào cô cũng ra đây để hưởng gió biển. Nói chung là ở đây khí hậu rất là tốt, không lạnh quá, không nóng quá. Từ khi mình đến đây thì cây cối nó không có, toàn là cát. Những cái tuyến đường thì đi là rất là nắng.
nhưng mà càng ngày về sau ấy thì những cái tuyến đường đã được cái bên công ty cây xanh người ta trồng lên, thì những cái tuyến đường đi được mát hơn, tạo cái không khí, cái nhiệt độ nó cũng giảm bớt đi, mà tạo được cái màu xanh nhìn nó rất là mát mắt, và thành phố càng ngày càng xanh tươi hơn.